các bạn, Tivi đây. Ai cũng biết có một thứ gọi là niềm tin, nhưng chưa chắc ai cũng hiểu đúng về nó. Kể cả con gái tụi mình, sự thiếu sót này có thể dẫn đến những nghi ngờ, những đổ vỡ trong tình yêu và gây tổn thương tới tâm lý của con gái. Nên là nay Tivi sẽ giúp bạn ngừng hiểu sai về niềm tin nha. Sai lầm 1, niềm tin nằm sâu trong âm đạo. Nhiều bạn hốt hoảng hỏi mình, sao em mới đưa một nửa ngón tay vào trong cô bé của bạn gái mà em thấy rỉ ra xíu máu? Có sao không chị ơi? Vậy thì máu đó có thể là máu của màng trinh rồi nè. Vì màng trinh không nằm quá sâu đâu, nó chỉ cách cửa cô bé 1-2cm thôi. Đưa ngón tay vào khám phá như vậy có thể làm rách một phần màng trinh đó. Em tưởng màng trinh sẽ chặn ngón tay lại chứ. Trước khi giải thích thì em thử chạm ngón tay vào má trong nha. Vùng da hồng hồng, ẩm ẩm, mềm mềm này gọi là niêm mạc. Ở trong miệng thì gọi là niêm mạc miệng và ở trong cô bé thì gọi là niêm mạc âm đạo. Khi em đưa ngón tay vào trong cô bé thì ngón tay của em sẽ được bao quanh bởi niêm mạc âm đạo. Và màng trinh nó cũng có chất liệu y chang như vậy luôn. Nên khi đụng tới em khó nhận biết lắm. Cố đẩy ngón tay vào sau có thể làm rách màng trinh lúc nào không hay. Sai lầm 2, chỉ có bé kiêu mới làm rách màng trinh được. Màng trinh nó không thần kỳ tới mức phân biệt được đâu là bé kiêu, đâu là vật thể khác đâu. Nó chỉ là một cái màng vô tri thôi, nên lỡ có đưa ngón tay, đưa cốc huyệt sang vào thử thì nó vẫn có thể rách đó. Sai lầm 3, ai quan hệ lần đầu cũng phải ra máu, không nhiều thì ít. Thử tưởng tượng bạn vừa mới lấy đi lần đầu của một cô gái, sự lúng túng, sự lo lắng của cô ấy thể hiện cô ấy chưa từng quan hệ với ai và cô ấy cũng nói với bạn là anh là người đầu tiên của em. Nhưng sau tất cả thì bạn gái không hề ra máu. Vậy thì bạn sẽ nghĩ như thế nào về cô ấy? Theo Tivi, lúc này bạn nên có một chút kiến thức để nhìn nhận sự việc đúng như những gì nó đang diễn ra. Từ khi sinh ra, màng trinh của con gái sẽ dày và kín. Nhưng sau một thời gian tới tuổi dậy thì màng trinh đó sẽ mỏng và xuất hiện lỗ trên đó. Có lỗ thì máu kinh mới chảy ra được. Dĩ nhiên rồi, chảy máu màng trinh xảy ra khi có một lực tác động làm màng trinh bị kéo căng và rách. Nhưng thực tế, có những bạn nữ sinh ra đã không có màng trinh. Có bạn thì lỗ trên màng trinh đã đủ rộng nên khi bé kêu đưa vào cũng không có khả năng làm rách thêm. Hoặc màng trinh mỏng tới mức lỡ có rách cũng không rỉ ra một xíu máu nào. Hình dáng màng trinh đa dạng lắm. Chính vì sự độc đáo này mà có tới trên 50% phụ nữ không ra máu khi quan hệ lần đầu. Nhưng mà tiếc là không phải ai cũng hiểu hoặc là chịu hiểu điều này. Sai lầm 4, chảy máu và đau khi quan hệ lần đầu chắc chắn là do rách màng trinh. Chưa chắc. Chảy máu và đau khi quan hệ lần đầu có thể do rách màng trinh thật, nhưng cũng có thể là lý do khác. Đó là vì hai bạn chưa có kinh nghiệm quan hệ nên khám phá cơ thể nhau chưa đúng cách, dẫn tới cô bé bị trầy xước, tổn thương và chảy máu. Hoặc cô bé bị khô quá, căng thẳng quá gây ma sát cũng có thể dẫn đến chảy máu luôn. Bằng chứng là có những bạn quan hệ lần 2, lần 3 hay thậm chí lần 5, lần 10 mà chưa biết cách thì vẫn đau và chảy máu như thường. Có nhiều bạn nữ lâu rồi chưa quan hệ, bây giờ quan hệ lại thì tự dưng bị đau, bị chảy máu thì không phải do trinh mọc lại đâu, mà do bị tổn thương cô bé đó nè. Giờ thì các bạn đã hiểu hơn về màng trinh rồi đó. Màng trinh nó chỉ là một bộ phận cơ thể thôi, nên là đừng dùng nó để đánh giá giá trị của bản thân mình hay là bạn gái mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.